Trước khi vào phân tích mổ xẻ về cái chủ nghĩa dân tộc thì Dương Vy sẽ chia sẻ một bài viết ở trên báo Bắc Giang nói về Hồ Chí Minh người theo chủ nghĩa dân tộc hay chiến sĩ cộng sản. Trước cái thời gian vừa qua ấy, trong khi toàn đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì các thế lực phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm phủ định tư tưởng và hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh. Một trong số đó là các cáo buộc vô căn cứ khi cho rằng Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc theo ý nghĩ tiêu cực. Đó. Chủ nghĩa dân tộc là gì? Theo chủ nghĩa cộng sản khoa học từ điển quan niệm, chủ nghĩa dân tộc tâm lý, hệ tư tưởng, thế giới quan và chính sách thích những dân tộc này hơn những dân tộc khác, tán dương dân tộc mình, gây căm thù dân tộc và thù hằn dân tộc. Đó. Theo đó, chủ nghĩa dân tộc có nhiều thứ, từ chủ nghĩa xô banh phát xít trắng trợn cho đến chủ nghĩa dân tộc tinh tế được che đậy bằng những lời lẽ Marxist sáo rỗng. Nó là chủ nghĩa xô banh nước lớn của một dân tộc đi áp bức và khinh miệt các dân tộc khác, lại cũng là các chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của dân tộc bị áp bức biểu hiện trong cái khuynh hướng khép kín và không tin vào dân tộc khác. Mặt trái của chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa thế giới của bọn đế quốc tuyên truyền cho việc hòa tan các dân tộc và các sắc tộc vào trong các dân tộc kiểu mẫu, các dân tộc thống trị. Về cái nguồn gốc và bản chất của chủ nghĩa dân tộc ấy, các quan hệ tư hữu và bóc lột đẻ ra chủ nghĩa dân tộc, nhưng đại diện của nó là giai cấp tư sản và tiểu tư sản. Chủ nghĩa dân tộc ấy, xa lạ với bản chất của giai cấp vô sản là giai cấp đại diện chủ nghĩa đế quốc, của chủ nghĩa quốc tế. Về bản chất của chủ nghĩa dân tộc là thù địch với chủ nghĩa xã hội. Nha, mọi người nên nhớ rằng về cái bản chất của chủ nghĩa dân tộc là thù địch với chủ nghĩa xã hội, với thế giới quan của Marxist Lenin. Nó mâu thuẫn với quá trình khách quan của sự phát triển và sự xích lại gần nhau của các dân tộc xã hội chủ nghĩa. Về thái độ của người cộng sản ấy, đối với chủ nghĩa dân tộc, đấu tranh chủ nghĩa dân tộc cũng là một yếu tố khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là sự bảo đảm thắng lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức. Đúng như Lenin đã chỉ rõ, cuộc đấu tranh chống thành kiến dân tộc chủ nghĩa càng có ý nghĩa trọng đại khi vấn đề chuyển nền chuyên chính vô sản từ vi phạm từ phạm vi quốc gia, tức là mới tồn tại ở trong một nước và không có khả năng quyết định được chính trị thế giới, thành chuyên chính vô sản trên quy mô quốc tế, tức là chuyên chính vô sản ít nhất cũng ở một số nước tiên tiến và có khả năng tác động quyết định đến toàn bộ chính trị thế giới, ngày càng trở nên bức thiết hơn. Đó. Tìm đáp án cái câu hỏi chủ nghĩa dân tộc là gì? Ở trên và đối chiếu trả lời nhà báo quốc tế vào tháng 12 năm 1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng, lúc còn thanh niên, tôi theo chủ nghĩa dân tộc có lẽ không đúng, vì hồi đó tôi chỉ biết thương đồng bào tôi, chứ chưa biết chủ nghĩa gì cả. Khi sang châu Phi, tôi thấy nhân dân thuộc địa ở đây cũng bị cực khổ, cũng bị áp bức bóc lột như nhân dân Đông Dương. Khi sang các nước châu Âu, tôi thấy ở đó cũng có một số người rất giàu, ngồi mát ăn bát vàng ở trong ngoặc kép nhé, và lớp người nhân dân lao động rất nghèo khổ. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Trong lúc đó thì cách mạng tháng 10 vĩ đại
thành công ở Nga, Lenin tổ chức quốc tế cộng sản, rồi Lenin phát biểu luận cương cách mạng thuộc địa. Những việc đó làm cho tôi thấy rằng nhân dân lao động Đông Dương, nhân dân các thuộc địa và nhân dân lao động muốn tự giải phóng thì phải đoàn kết lại và làm cách mạng. Vì vậy ấy, tôi trở nên người theo chủ nghĩa Marx Lenin là luận cứ khoa học quan trọng nhằm bác bỏ luận điệu sai trái. Có nghĩa là bác bỏ cái chủ nghĩa dân tộc nha. Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc khi họ đồng nhất chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc xô banh, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi mang bản chất của giai cấp tư sản. Về cái vấn đề này, không ai khác và hơn ai hết, Hồ Chí Minh là người kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc tư sản. Vì vậy, tán thành bản tuyên bố của Hội nghị đại biểu các đảng Cộng sản và công nhận các nước xã hội chủ nghĩa họp ở Moscow từ ngày 14 tháng đến 16 tháng 11 năm 1957. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh bản tuyên bố nhắc nhở chúng ta cần phải tăng cường giáo dục theo tinh thần chủ nghĩa Marx Lenin và đấu tranh chống khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa như chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa xô banh, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại, đặc biệt là chủ nghĩa xét lại. Ở đây này, các thế lực phản động hoặc là những thành phần dân chủ cuội thường thường cho rằng chủ tịch Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc. Cái đó là bọn chúng đánh cháo khái niệm. Nên nhiều người hiểu sai về vấn đề đó. Ở trên bài báo có đặt ra câu hỏi Hồ Chí Minh có phải người theo chủ nghĩa dân tộc không? Câu trả lời dứt khoát có, nhưng đó là chủ nghĩa dân tộc vô sản. Tức là không như các thế lực phản động, các phần tử cơ hội chính trị thoái hóa bất mãn ở trong ngoài nước vẫn xuyên tạc và cáo buộc. Cùng với quan điểm này, tác giả Dương Quốc Dũng đã kết luận thực chất đó trong bài viết cùng tên chủ nghĩa dân tộc trong cái tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc vô sản, đăng trên tạp chí Cộng sản ngày 19 tháng 5 năm 2011. Đồng thời khẳng định sự sai lầm về nhận thức, tính phản động về tư tưởng và suy sự nguy hại của luận điệu trên. Kết luận trên cũng có nghĩa là luận điểm thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc là một cách hiểu và diễn đạt không chính xác, không đầy đủ, xuyên tạc tư tưởng của người. Luận điểm sai trái ấy đi ngược lại lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tư tưởng chỉ đạo chiến lược lớn xuyên suốt của quá trình cách mạng Việt Nam. Rõ ràng ấy, luận điểm ấy muốn Việt Nam từ bỏ ngọn cờ độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, từ bỏ con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn và quyết hy sinh phấn đấu trong hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó cũng rút ra kết luận Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sĩ Cộng sản chân chính. Đâu là sự thật? Chỉ có một sự thật là chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc vô sản nhé. Mọi người nên nhớ rằng chủ nghĩa dân tộc ở trong tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc vô sản, không như chủ nghĩa dân tộc như phát xít Đức, chủ nghĩa dân tộc theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái đó là sai lầm hoàn toàn. Chính vì vậy, từ rất sớm năm 1924, trong báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ tại mục D, chủ nghĩa dân tộc Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đề cập và khẳng định vai trò của chủ nghĩa dân tộc chân chính. Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước, chính nó đã gây nên cái cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908. Cái nói về chủ nghĩa dân tộc này, nó dạy cho người cu li biết phản đối, nó làm cho những người nhà quê phản đối ngầm trước thuế tạp dịch và thuế muối. Cũng chủ nghĩa dân tộc ấy, đã luôn thúc đẩy nhà buôn An Nam cạnh tranh với người dân Pháp, Trung Quốc. Nó thúc dục thanh niên bái khóa, làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật.
và làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917. Nhưng mà về mặt thực tiễn, chính chủ nghĩa dân tộc chân chính đã làm nên sức mạnh Việt Nam độc lập đồng minh. Tên chính thức trong nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, còn gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, hay gọi tắt là Việt Minh, là liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích công khai là liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước đang cùng nhau đánh đuổi Nhật Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng nên một Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một tổ chức có mục tiêu lý tưởng cao cả. Nói về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tán thành và dẫn lại lời giáo sư Rugelat khi cho rằng Pháp không thể tẩy chay Việt Minh một lẽ. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng có cái chủ nghĩa dân tộc ở trong đó, nhưng mà dân tộc là dân tộc vô sản. Nói chung á, các thành phần phản động, các thế lực thù địch này luôn luôn đánh cháo khái niệm và bỏ sót hai câu ở đằng sau chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa dân tộc vô sản. Nó thiếu hai câu là vô sản. Đấy. Chính vì vậy á, nhiều người bị cái đám phản động này, các thế lực thù địch này dắt mũi, cứ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa dân tộc như Trung Quốc hoặc phát xít. Đó là sai. Cái quan điểm ấy cực kỳ là nguy hiểm. Nói tiếp về lực lượng của Việt Minh ấy, trước hết là một lực lượng tinh thần, họ là xương thịt của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Một lực lượng nữa của Việt Minh là những lãnh tụ của nó chẳng những hy sinh tất cả chỉ lý tưởng của họ, mà lại có tài chỉ huy tạo cách điều khiển chính quyền và cực kỳ liêm khiết. Đó là cái lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cao đẹp nhất mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Trong cái bài viết con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin đăng trên báo Nhân dân số 2226 ngày 22 tháng 4 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, một lần nữa khẳng định một sự thật không thể xuyên tạc được, đó là lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đưa tôi tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba. Từng bước một trong cái cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Ở nước ta và ở Trung Quốc cũng vậy. Có câu chuyện đời xưa về cái cẩm nang đầy phép lạ thần kỳ ấy. Khi người ta gặp những khó khăn lớn, người ta mở cẩm nang ra thì thấy ngay cách giải quyết chủ nghĩa Lenin đối với chúng ta. Những người cách mạng nhân dân Việt Nam không những là cải cách cẩm nang thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi, cuối cùng đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đây không chỉ khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn kiên trì theo chủ nghĩa dân tộc vô sản, và bản thân người được nhân loại tiến bộ thừa nhận là chiến sĩ lỗi lạc trong cái phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mà còn là bằng chứng đanh thép, là cơ sở khoa học để bác bỏ luận điệu cho rằng Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc. Ở đây nhá, khẳng định với nhau một lần nữa rằng Hồ Chí Minh là con người theo chủ nghĩa dân tộc vô sản, chứ không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc như Mao Trạch Đông. Do vậy, khi cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc là một cách diễn đạt thiếu chính xác, không đầy đủ, là sai lầm về mặt lý luận, phản động về mặt thực tiễn và bị thực tiễn bác bỏ. Đó là về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân tộc vô sản, nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Còn bây giờ, Dương Vi sẽ mời các anh, các chị ai lên cùng Dương Vi nhận diện về cái chủ nghĩa dân tộc
cái bản chất của chủ nghĩa dân tộc là gì và bản chất của chủ nghĩa vô sản. Dương Bi đã chia sẻ đấy. Cái chủ nghĩa, bản chất của chủ nghĩa dân tộc Dương Bi lúc nãy trong bài viết Dương Bi chia sẻ, Dương Bi cũng lướt qua và cũng nhắc đến cái chủ nghĩa dân tộc của một số nước. Có rất nhiều người khẳng định đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa dân tộc, cái đó là sai, cực kỳ là sai lầm, sai lầm rất lớn mà rất là nguy hại cho đến chế độ, cho đến tư duy tư tưởng của người dân. Mà chính đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều người cũng có cái tư duy, cũng suy nghĩ rằng Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa dân tộc mà thiếu rằng chủ nghĩa dân tộc vô sản.